Dạ thưa thầy, thì khi mà con đọc được cái quyển thiền tâm của thầy á, thì con thấy cái tâm của mình nó gần như là nó bị chấn động, và con thấy nó có một cái cảm giác rằng là cái đầu của con nó gần y như là chịu không nổi luôn, tại vì cái lực của nó quá mạnh đi. Thì cái mà để mà mình trước giờ mình chưa có hiểu, thì bây giờ mình giống như mình bừng sáng lên, thì một cái con cảm thấy một cái lực nó vô cùng khủng khiếp, mà từ trước giờ mà con chưa bao giờ thấy cái điều này. Và khi mà hồi trước đây á, thì con có đi gặp sư huynh của con á, thì bây giờ cũng là đệ tử của thiền tông rồi đó, thì là ngài mới bị vướng vô trong cái gọi là cái thiền nhân viện gì đó, mà con đến nó con cản, thì con biết cái pháp đó nó không phải là cái pháp thật. Cho nên thì khi mà vào đó thì con thấy ngay cả cái đó mà khi mình đặt khai cho con cái việc gì á, thì con vẫn cứ nói là con mà cái thân con mà trắng thì con không có sợ cái vô người con hết. Và con vẫn thấy rằng là mặc dù mình nói vậy nhưng mà nó vẫn có một cái lực rất là mạnh tác động vô mình, và nó giống như nhưng mà cái bọng tóc của nó thì còn hơn là cái bọng tóc của ánh sáng đi nữa, nhưng mà nó đốt cháy toàn bộ con người mình. Nếu như cái lực của mình nó không có tương tác với một cái lực đó thì nó sẽ bị đốt gọi là. Nhưng mà qua cái khi mà đọc được cái quyển sách của thầy thì con thấy như vậy, là hôm nay là ngày đầu tiên mà con được đến đây để con nghe thầy giảng những cái lời giảng của thầy, thì con thấy nó rất là rõ ràng, nhưng mà con không biết là có những cái đoạn con thấy thầy giảng thì con thấy nó rất là cao, cũng như thầy nói rằng là khi mà mình có thể mình giết người mình vẫn thành Phật, thì cái câu nói này của thầy con thấy rằng là nếu như mà bậc sơ cơ nghe vô thì rất là hoảng rồi, bởi vì nếu như nói không cần ăn chay, không cần làm một cái điều thiện gì hết mà cũng giết người hay là cái gì cũng thành Phật, vậy thì coi như rằng là con đẩy nhiều người im lặng, con không biết là cái im lặng hay là im lặng gì. Cô làm truyền án thì bây giờ ha, được cái con cháu đi làm truyền án, bây giờ đó cổ đọc cái hiền ký á, thì cổ cảm thấy cái con người cổ ví dụ như cái đầu nó nặng hay như thế nào đó, là nó có cái lực rất là nặng, thì đó là lý do tại sao. Đọc hiền ký mà thấy cái đầu nặng, phải không? Thì cái này hồi xưa mình thu nhập cái gì đó, nhập cái không phải vậy. Thì hồi xưa nó đã nhập cái kia rồi, tất cả tôi nói thật, từ tu tịnh độ, tu mật chú đều là do một vị thần quản lý hết, mình đem vô rồi, bây giờ cái này nó vô thì bắt đầu nó trước khi nó nhảy ra là sao, nó đâu phải chuyện dễ đâu, giống như một rễ rồi đó. Xin lỗi, cái anh thầy dịch lại sai rồi, anh thầy dịch lại sai ý rồi. Dạ thưa thầy á, là con muốn hỏi á, là khi mà con học cái tập thiền tâm của thầy á, là con như con thấy cái tâm của con á, là gần như nó bị chấn động, cái đầu của con á, là coi như nó gần như là nó phải làm việc một cái cách quá mới chịu được những cái mà thầy chuyển tải. Ý ở đây là con nói giống như là cái xúc hộ của nó quá lớn, chứ không phải như là anh nói rằng là như vậy á, thì thành ra thì nói vậy, thành ra nó luôn là cái mà con đang bị cảm động. Không biết là con không biết là em nói vậy rồi anh dịch lại cho mày để hiểu không? Đọc sách mà em cảm thấy chấn động như thế nào? Chấn động theo chiều tốt ấy, ý là nhìn là kiểu là nhìn thấy con đường đi của mình là sáng ra đó, cũng là sáng ra chứ không phải là tối vô. Có nghĩa là bây giờ cái này là từ ngày xưa đến giờ đó, mà đa số tôi nói tất cả những người mà trước đây mà hoặc mấy đời mấy kêu bằng diệm Phật cái kiếp trước đó, mình có tạo công đức nó vô ở trong đó mình không hay. Bây giờ nếu đọc cái thiền tâm này mà nó vô nó cảm nhận thì cái kia nó phát ra nó làm con người dường như là nó muốn phá tung đi vậy. Phải biết cái chỗ này tùy theo, còn nếu
nếu mà mình đọc cái này mà trong người mình dường như muốn nhảy ra đó, là đó là thần hoặc có hồn nhảy ra đó, nên nhớ đó. Còn nếu mình đọc chất độc là công đức mình đã có sẵn rồi, có sẵn rồi mới hút vô cái này được. Còn nếu không có hút chịu đổ đâu, phước dương và phước âm và ác đức thấy cái này hoàn toàn không vô, không vô được. Bởi vì thành ra bây giờ có nhiều người, người vô tình tạo công đức để đó đi, người gặp cái thiền tông nó sẽ hút được liền, vô tình tạo. Chứ còn ban đầu khó ai mà hiểu cái thiền tông tạo công đức là cái gì. Bởi vì thành ra mấy ngàn thời gian trước không ai hiểu công đức là cái gì. Bây giờ công đức mới nói rõ ra là mấy năm nay thôi. Chứ hồi xưa hỏi ta công đức cái gì cũng công đức, ta không hiểu. Mà kể cả hòa thượng không hiểu thì cho hỏi chứ cái người mà bình thường sao hiểu công đức. Bây giờ công đức chỉ truyền tâm mới giải thích cái công đức, phước đức và ác đức. Thì con nên nhớ là nếu mà con đâm cái này mà kêu bằng nó cảm nhận được thì cái này nó là cái gì? Là nó trương nở ra. Giống như con sư tử mà ngủ lâu ngày bây giờ nó thức dậy, nó có hình, có cái tượng đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, chứ thứ hai nữa là gì? Khi mà con đọc qua cái phần này, nói chung con mới đọc lần đầu tiên, nhưng mà con thấy rằng con khẳng định rằng là đây là cái công thức của tổ cũng như là của Đức Phật để lại. Bởi vì khi con đọc qua cái Pháp Bảo Thần Kinh á, thì con đã hiểu được cái tâm bất động của mình và mình thiền như thế nào, gọi là thiền có nghĩa là tất cả những cái pháp ác đến với mình mà cái tâm mình vẫn bất động, mình không có chấp thiện cũng như là không có chấp ác, nhưng mà con chỉ biết được ngang chừng đó thôi mà con chưa có tiến lên được ở cái chỗ rằng là có cái công thức mà để đi về Phật giới như là thầy đã viết rõ ràng ở trong cái quyển sách này. Bởi vậy cho nên con mới đến lần này để thật mà con muốn học hỏi thêm ở thầy cũng như là những cái bậc mà đã ngộ được cái phần nào của thiền tông, mà để rằng là con thấy rõ ràng là sẽ có nhiều vị được chứng Phật trong cái thời này. Mà hôm nay con đến đây thì dạ thì con cũng thấy có rất là nhiều vị, con tiếp xúc được hai vị thì con thấy được là có một vị thì đã nhận ra được Phật tánh và cũng hiểu được tất cả các tinh sách. Thì con xem cái gì cũng vậy, con nghĩ là trong thực hành thì con mới tin. Chứ còn mà nói suông hoặc là ví dụ như mùa heo đấu đông hoặc là cái gì đó thì con thấy nó không có cái chánh kiến thì con cũng không có tin. Dạ, thôi con xin hết. Con làm ra cái ý mà cái chỗ chị nói đọc nó sách ý mà. Đó là chị muốn hỏi sao ạ? Hôm nay thì sau khi mình đọc cái 10 cuốn sách của thầy viết thì con thấy rất là hay. Thì hôm nay tới đây nhưng mà cũng chỉ một câu hỏi duy nhất thôi, đó là bây giờ tôi cố gắng hơn nữa thì có cách nào để có người nào giúp đỡ cho tôi để cho nó hiểu biết sâu hơn và nhanh hơn. Hiểu biết sâu hơn và nhanh hơn để mới làm công đức. Chứ nhiều lúc mình muốn làm công đức không biết cái đường nào mà làm, thì thành thế là mình xin có cách nào để mà xin thầy. Dạ, anh có cách nào nhanh hơn? Có cách nào giờ mà bây giờ anh muốn tạo bao nhiêu công đức? Vô lửa. Biết rồi mà muốn bao nhiêu công đức? Vô lửa. Anh bạn, ý
ai giúp tôi để hiểu về bản nhớ thêm gì đấy thì tôi mới trả tôi làm sống đấy. Nếu hiểu thì làm cho tôi thì đọc sách đọc lần thứ nhất nó hiểu, lần thứ nhì hiểu hơn, lần thứ ba hiểu hơn, lần thứ tư thùng sự lũng đái này nó dở con ra thì phải đọc cho nhiều, đọc hoài chừng nào một kiến tánh mới thôi đó. Đó gọi là trong trong thiền sử gọi là thùng sơn lũng đáy, đọc làm sao mà cái nó đưa vô trong cái bụng mà anh mà cái bụng nó mở ra thì nó thì là đạt kết quả đó là gọi là tới cái bực sâu cùng là kiến tánh. Chứ còn bây giờ biểu tôi chiêm vô sao tôi chiêm biểu sách thì cứ đọc tới đâu luôn đi, còn tạo công đức muốn dễ ở nguyên số anh bao nhiêu người 100 người lấy nguyên thùng sách Trần Nhân Tông về cho mượn thôi, hai ngày sau lấy lại 10 người xin thì 10 công đức, còn 90 người trả là chính dịch không có công đức. Tôi chỉ cách đó cho rồi thì mấy cái kiến đức trong xóm mình thôi, rồi xóm này xóm kia mình cứ cho vậy đó. Cái mỗi ngày tôi cho tôi anh lại nguyên 10 cái nhà anh cho mượn, tôi nó hay quá cho mượn mà đọc một ngày họ lấy rồi xin lỗi người nào xin lỗi người đó có công đức á, còn người nào trả lại là sao đừng có nói gì hết, kể như không có gì hết á nha. Còn cái chuyện mà anh hiểu sâu nó càng đắp nghe chừng nào mà cảm ngộ là ít, còn nếu mà triệt ngộ là công là anh đã hiểu sâu vào, còn khi nào kiến tánh rồi là mới chuyện sắp sửa về rồi đó. Trở thợ về đây tôi có cho cái lỗ nè, tôi cho cái lỗ của mấy gì rồi tôi cho cái đúng không, tôi có sẵn mà. Giờ hỏi tiếp, hỏi vấn đề hỏi cô này để cô hỏi đi rồi tôi trả lời tiếp. Xin chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Hôm nay chúng tôi có cái phước duyên là cô Diệu Huyền đưa đến chùa Thiền Tông. Thứ nhất là xin cảm ơn viện chủ và tất cả quý vị trong đạo tràng đã cho tôi một cái buổi học thật là hay, thật là ý nghĩa. Và tôi tâm đắc nhất là cái lần giải thích của viện chủ vừa mới đức thiền đây. Tôi xin nói để quý vị nghe là tôi đắc ý nhất cái câu trả lời của viện chủ, tức là học lần thứ nhất chưa hiểu, học lần thứ hai, học lần thứ ba, học lần thứ tư, học lần thứ năm, vân vân và vân vân, càng học càng hiểu. Và tôi đắc ý như thế tôi vỗ tay, xin quý vị có đắc ý như tôi vỗ tay đây. Anh hỏi tôi là từ từ thần mỏ ở lớn lớn cái lỗ tai biết. Dạ thưa thầy, cho con hỏi á, khi nãy á con có nghe thầy giảng rằng là khi mà mình giết người mình dẫn thành Phật, vậy là con mong thầy giảng rõ cái chỗ này cho con hiểu. Giết người khu mỏ lỗ tai mà giết thành Phật. Cái câu chuyện này nó không phải là vô cớ đâu. Hồi xưa có ông vô đảo đâu tìm ông giết bao nhiêu người á, tới khi ông Phật ông giết được, ông Phật ông di thuyết cái ông bỏ ra ông thành Phật. Nhưng mà theo ông Phật để mà tạo công đức, tuy bỏ đau phải có thành, muốn thành Phật phải có công đức mới về được. Giống như con cố gắng con xin visa đi nước này nước kia nhưng phải có tiền mới đi được, chứ có visa rồi cũng ngồi tại chỗ thôi. Thì con muốn ngày xưa ý Đức Phật muốn nói là làm những cái chuyện mà nó ác nhất á, nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi thì mình trở lại thiền tâm tạo công đức. Thì cái ác đức nó vẫn còn với con chứ không phải không, nhưng mà cái công đức nó lớn quá đó, nó bị đưa khi con mất đi về trung tâm vận hành luân hồi, thì nơi đó là cái gì, nơi đó nó xóa đi, nó kéo ác đức giờ phước đức nó trở về cái thế giới vật lý, chỉ còn cái công đức mới trở về Phật giới được thôi. Nên nhớ cái chỗ này, buông đau thành Phật, buông đau thành Phật có nghĩa buông đau rồi phải theo Thiền Tông, chứ mà Thiền Tông chưa ra thì khỏi thành Phật đâu.
nếu mà thiền ông như ra mà buông đau thì thành cái gì? Thành A-la-hán hoặc là thành tiên, thành trời thì thôi, chứ thành Phật cũng được. Bởi vì nguyên tắc đó, cái đạo trên cái đất này nó có bốn cái đạo chánh: đạo Phật tu sâu cùng để thành Phật, đạo trời tu sâu cùng để thành Thánh, đạo thành tu thành Thành, đạo tiên tu thành Tiên. Mình phải hiểu bốn cái giới này. Mà ba cái giới kia thì ở trong tam giới, chỉ có cái ông Phật mới chạy ra ngoài trong tam giới thôi. Nên nhớ phải hiểu căn bản đạo Phật là chỗ này, tu đạo Phật để trở thành Phật giới. Phật giới đâu đi ra ngoài tam giới mới thành Phật được, chứ ở trong cái đất thì được cái thành. Thành cái gì thì cũng dính lên á. Tam giới đất này nó có ba cái loại: trời, tam giới, tiên cũng ở tam giới, thần ở trái đất. Nó phải hiểu nguyên tắc này, đập mình phải hiểu cái chuẩn cái đạo Phật mình mới hiểu. Rồi con hỏi tiếp đi, con hỏi từng câu một á. Con thấy rằng là đến đây thì mấy quý vị nói là mình phải đọc từ quyển hồi, đến quyển hồi thì mình mới ngộ được cơ Phật Thánh. Nhưng mà con thì theo cái con nghĩ sao con nói vậy nha thầy? Có nghĩa con thấy rằng là thật sự ra thì nếu như mà mình ngộ được Phật Thánh đó, ngay cả trước thầy con thấy là con cũng ngộ Thánh, và ngay cả cái công đức á, thì hôm nay vô thì con cũng nghĩ rất là nguy hiểm như vậy. Mà cái này là con chưa có được, chưa đọc qua sách của thầy á, thì con cũng ngộ rằng là công đức có nghĩa là mình đã giải thoát, mình đã nhận được, mình đã nhận được cái Phật Thánh của mình rồi, thì mình đi chỉ cho một người khác họ cái cách giải thoát nữa, thì cái đó cũng gọi là Phật Thánh. Vậy thì con nghĩ cũng có nhiều người không phải là cứ phải đọc hết rồi mới ngộ ra Phật Thánh, mà cũng có thể là mình có thể ngộ những như là Pháp Bảo Đằng Kinh hoặc là Kinh Kim Cang, mình vẫn ngộ ra Phật Thánh. Không biết con nghĩ vậy có đúng không vậy thưa thầy? Con nói học Kinh Kim Cang ngộ Phật Thánh gì thì kinh không có đạo dạy Phật Thánh đó. Trong 12 bộ kinh đại thừa là kinh đạo lý, trong tất cả các kinh không ai dạy, không ai dạy giải thoát là một, không ai dạy Phật Thánh là gì, không ai Phật Thánh người là gì trong các kinh này. Mà cái này nó nằm trong quyền ký thôi. Quyền ký mới nói tất cả các kinh có nói đến Phật Thánh, có nói đến tính người, có đến tam giới, nhưng mà không có nói, không nói rõ. Tôi nói thật, từ ông tổ thứ nhất đến tổ thứ 33 không ai dám dạy giải thoát. Ta biết ta đọc được quyền ký rồi nhưng ta không dám dạy, tại vì nó không đúng thời cơ. Muốn đúng thời cơ này thì phải đúng đợt cái thời văn minh nè, tới cái thời điện tử nguyên tử nó mới nói được cái này, chứ ngoài đó mà chưa tới nguyên tử không có nói được. Ta không hiểu, không hiểu điện từ là cái gì, vật lý là cái gì, ta không hiểu. Thấy không? Thành ra tất cả kinh ai nói đọc kinh mà giải thoát hoàn toàn được, mà dạy đọc kinh kiến tánh thật con chỉ biết được thôi, còn đường giải thoát hoàn toàn không biết. Vì thế mà trong kinh có nói là bắt chánh đạo tám con đường về Phật giới, chứ không phải là chỉ con đường về Phật giới, tám cái đầu đường về Phật giới thôi, không ai chỉ cái lộ trình đi. Thành ra mình biết đường đường về Phật giới nhưng mà không biết đường dạy, thì còn dạy cách đi trên đường đó, chả ai dám đi, biết mà không dám đi. Vì thế mà 12 bộ kinh đại thừa không ai dạy cái này, mà bây giờ thì tâm sẽ chỉ ra là ta mới dạy cái này, ta chỉ từng chi li một đó. Bây giờ mình mới hiểu cái chuyện tâm nó có giá trị là cái chỗ này. Chứ ngày xưa tôi nói là trước 2561 năm là hoàn toàn ta tu theo đại thừa, tu theo kinh thôi. Cái họ tu theo kinh là thành tựu trong kinh, có nghĩa là con nói giỏi thì con lý luận giỏi thôi, chứ còn hỏi con đường về Phật giới này biết tánh Phật sao không ai biết, tánh người sao không ai biết. Rồi có nhiều người phá một hai linh lệ hỏi chứ tánh người sao, tham sân si rồi cái nhiều đó rồi, không đi được, nó ăn cắp được ngoài chữ nhưng mà nó không có hệ thống được như cái thiền tông là nó hệ thống lại, thì chỉ từ ly từ tí được. Vì thế mà cái này nè, nếu mà người nào không hiểu về cái nhân quả luân hồi trái đất, cái thiền tông thì vô được.
do ông hơi có đi qua Bát Nhã hết, đi qua Lý Luận hết, Lý Luận lên đã trong cái đất này, Lý Luận làm gì? Đó, cho nên dù ở trong này có nói chuyện trên trời đất này chỉ nói cho vui thôi, nhưng mà hỏi về Phật, bây giờ tại sao tất cả vị thầy tới hỏi chứ bây giờ thầy tu đạo Phật mà không biết Phật là cái gì hết, không ai hiểu. Phật là cao đó, vị giác giác tha giác hạnh như mã nó vậy thôi, mười ông cũng vậy thôi. Chứ Phật nếu đúng ra là Phật định, mà trong kinh rất nói nhiều mà tại ta không hiểu. Phật là một toàn năng toàn giác, làm được tất cả, biết được tất cả. Biết là cái gì cũng biết, mà làm được cái gì? Làm là cái gì? Ông Thích Ca từng làm Thượng Đế. Ông làm từ ông Đột Hoàng, ông làm cái gì cũng làm được. Có nghĩa là ông bây giờ giống như mình nè, bây giờ muốn làm thành không? Dễ ở. Lên Bình Dương đi học niệm chú chừng vài tháng chết làm thần liền đó. Em còn muốn thành A-la-hán không, ngồi đi ngồi ép cho nó thân tịch tỉnh rồi thành A-la-hán liền. Còn muốn làm cô hồn không, dễ ở chết đi giận dữ là cái đó dễ. Còn muốn làm Thượng Đế vậy, Thượng Đế thì nó hơi khó chút là gì, muốn làm Chúa trời đó anh phải giàu nhất. Giờ Bill Gates ra bên Mỹ á, thằng đó làm phước một cái này chết bảo đảm nó về nữa là nó làm Thượng Đế nó giàu nhất kia. Nó mình phải hiểu cái đó. Thành ra mấy thiền tông này ta nói để ta nói sắp xếp lại, nhưng mà mục đích đó, nó đúng là thiền tông mục đích để làm gì? Hiểu từng căn bản con người dạng dần trái đất, các loài loài nào sống như thế nào, trở về Phật giới như thế nào. Đây là cái căn bản của thiền tông muốn nói cái này, chứ không phải mà nói chuyện mơ hồ đó. Thì giờ là con hỏi là thì con hỏi từ câu một chứ đừng hỏi dài quá. Thôi đâu. Dạ còn ai đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ thưa thầy ạ. Con hồi nãy con nghe thầy